Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ giải thích với các bạn 2FA là gì, cách bật 2FA thủ công và bật 2FA bằng phần mềm Fplus hoặc là Fplus Scheduler đối với tài khoản Facebook. Đầu tiên, mình sẽ giải thích 2FA. 2FA ở đây là mã xác thực 2 yếu tố khi tài khoản bật xác thực 2 yếu tố qua ứng dụng xác thực của Facebook. Mình sẽ view tài khoản lên để cho các bạn có thể thực hiện quan sát. Đây chính là một tài khoản Facebook. Các bạn sẽ chọn vào mục cài đặt. Mình sẽ thiết lập về tiếng Việt để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Chọn vào mục cài đặt. Tại đây chọn tiếp vào mục bảo mật và đăng nhập. Mục xác thực hai yếu tố chính là mục để thiết lập 2FA cho tài khoản. Các bạn sẽ tiến hành nhập mật khẩu. Lúc này, đối với tài khoản của mình thì mình đã thực hiện bật 2FA. Bây giờ mình sẽ thực hiện tắt 2FA đi. Sau khi tắt xong, bây giờ mình muốn bật lại 2FA của mình. Mình sẽ chọn vào mục dùng ứng dụng xác thực. Lúc này các bạn cần lưu lại key 2FA chính là dãy 32 ký tự. Đây chính là dãy 2FA của mình. Để thực hiện lấy code qua mã 2FA, các bạn chọn vào mục tiếp tục. Các bạn sẽ truy cập đến đường link 2FA, 2FA.live, thực hiện nhập dãy 32 ký tự mà mình vừa thực hiện copy trước đó. Chọn Submit. Thực hiện lấy code 6 số. Copy. Và thực hiện gán vào trong dãy. Chọn tiếp tục. Như vậy là các bạn đã thực hiện bật 2FA thủ công thành công. Chọn xong. Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện bật 2FA thành công. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải lưu dãy 32 ký tự này vào. Bây giờ mình sẽ thực hiện hướng dẫn các bạn thêm tài khoản và thực hiện bật 2FA bằng phần mềm Fplus hoặc là Fplus Scheduler. Việc đầu tiên, các bạn cần thêm tài khoản của các bạn vào. Đối với việc thêm tài khoản thì các bạn sẽ thêm theo định dạng user sọc đường path hoặc là user sọc đường path, sọc đường cookie, sọc đường token hoặc là tài khoản của các bạn có email hoặc là passmail thì các bạn sẽ thêm theo định dạng user sọc đường path, sọc đường cookie, sọc đường token. Ở đây mình sẽ thực hiện thêm tài khoản theo định dạng user path cookie token email passmail
chọn import. Đối với tài khoản này của mình thì chưa có 2F3. Bây giờ mình sẽ thực hiện tiến hành bật 2F3 cho tài khoản. Mình sẽ thực hiện chọn chuột phải, chọn tới mục 2F3, thực hiện chọn tiếp vào mục Enable 2F3. Các bạn có thể tùy chọn trình duyệt mà các bạn muốn thực hiện bật, ví dụ như là m.facebook hay là m.basic hay là World Wide Web, hoặc các bạn có thể bật giả lập. Đối với mục này thì mình khuyên các bạn là nên bật theo 3 trình duyệt là W hay m.basic hoặc là m. Mình sẽ tiến hành bật 2FA bằng World Wide Web. Lúc này, phần mềm sẽ tiến hành bật 2FA bằng phần mềm. Như vậy là phần mềm đã vừa thực hiện bật 2FA thành công cho tài khoản và dãy 2FA 32 ký tự đã được lưu vào tài khoản ở trên phần mềm. Nếu như trong quá trình sử dụng các bạn thực hiện bật 2FA cho nhiều tài khoản thì các bạn nên sử dụng thêm công cụ đổi IP trong quá trình chạy. Các bạn sẽ thiết lập proxy hoặc là DCOM và tích vào mục reset DCOM sau khi check được bao nhiêu tài khoản để tiến hành đổi IP trong quá trình chạy đó. Có một số chú ý khi các bạn thực hiện bật 2FA thì đối với mục bật 2FA này là bảo mật của Facebook nên khi bật hoặc là tắt sẽ có tỷ lệ bị checkpoint. Đối với tài khoản đăng nhập vào tool thì các bạn không nên chạy bật luôn, có thể tương tác một thời gian cho quen thiết bị trước rồi mới tiến hành bật 2FA. Đối với một số trường hợp mà các bạn thực hiện bật 2FA ở ngoài nhưng chưa lưu lại key 2FA thì các bạn cũng có thể vào mục cài đặt, chọn bảo mật và đăng nhập, chọn sử dụng hai yếu tố, ấn thêm ứng dụng mới để lấy 2FA key và thực hiện xác nhận code 2FA giống như việc mình thực hiện thủ công trước đó và thực hiện sao chép 32 ký tự của 2FA và thực hiện gắn vào phần mềm, chọn sửa, chọn edit 2FA key và thực hiện gắn mã 32 ký tự đó vào trong phần mềm và thực hiện chọn xác nhận. Như vậy là mình đã thực hiện hướng dẫn và giải thích 2FA key thực hiện bật 2FA bằng phần mềm thành công. Nếu như trong quá trình sử dụng các bạn có thắc mắc hay là cần hướng dẫn thêm thì các bạn có thể liên hệ qua page hỗ trợ của bên mình hoặc là liên hệ qua Zalo số hotline của bên mình để được hỗ trợ tư vấn.